Tô ta thay đổi thật rồi anh em ạ. Ngày xưa thì cái màn hình của dòng của Toyota này này, lúc nào làm là cũng lồi trên này hoặc là để dưới này, xong là cái cổng USB là để ở góc bên này. Đấy, cắm cái điện thoại hoặc cắm cái gì ấy thì cứ phải nối lên trên này. Nhìn nó rất là thòng lòng, nhìn cắm vào điện thoại nhìn rất là buồn cười. Là đến thời điểm hiện tại 2024 rồi, Toyota khác ở hơn ngày xưa nữa. Bây giờ cổng USB cũng chuyển xuống dưới này rồi. Đấy, anh em thấy cắm một con bóc này mà để dưới này nó gọn không? Mà thay vì là có cái cổng USB phải cắm ở đây, xong là cắm điện thoại này, cắm Android box này. Đấy, nhìn nó rất là buồn cười, nó có cái dây nối từ trên này đấy, dây cắm ở chỗ này xuống. Em có công nhận điều đấy không? Nhìn một chiếc xe nhìn nó nhìn vào nhìn nó không được gọi là gọn gàng, hoặc là nhìn nó không được sang chẳng hạn. Nhất là dòng Vios đấy, là cái cổng USB hay trên này. Bây giờ chuyển xuống thế này rồi, gọn rồi. Thì Toyota hiện tại cũng thay đổi rất là nhiều rồi, cũng rất nhiều mẫu xe mà để cho anh em lựa chọn, và đây là một mẫu xe để cho anh em tham khảo anh nhé, Yaris Cross.